Xin chào tất cả anh em. Đây là chiếc hồ men rưỡi nhân 45 nhân 38 của mình. Mình mới thay đèn cách đây khoảng 2 tuần. Trước đấy chiếc hồ này được sử dụng làm bể biotope, mình làm nơi dưỡng cá. Nhưng mà sau máu quá mình lại đổi đèn để chơi thủy sinh. Nên là việc thay đèn này khiến cho cây cối cũng như là hệ sinh vật của bể đã bị thay đổi rất là nhiều. Dây hữu hại, rồi cây bị úa, làm cho cái bể đó hết sức là xấu xí râu ý. Và đây cũng là thời gian anh em mình bắt tay vào bảo dưỡng nó. Ôi sao không cứ rồi cắt luôn phải cái lá mầm rồi thế nữa. Đây là chiêu giang hồ gọi là tự tay bóp dái, anh em đừng học theo tôi nha. Đẹp cái gì cũng phải cắt hết đi thôi chứ biết làm sao giờ. Anh em ở đây có ai biết là sau khi súng và sau khi mà cắt hết lá xong còn mỗi gốc ở dưới thì liệu nó có lên được không nhỉ? Vậy là quá trình tỉa cây đã xong. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh nền. Thank you.
Vậy là mình đã hoàn thành xong quá trình bảo dưỡng cái hồ thủy sinh nếp giữa của mình. Trong buổi ngày hôm nay thì mình đen nhất là cắt phải cái lá mầm của cái súng, khá là đen đủi.